Cô chào các con đã đến với buổi học trực tuyến hôm nay. Những buổi học trước, thầy cô đã dạy cho các con nhiều bài ca dao, bài thơ rất hay, lý thú, bổ ích. Hôm nay, cô sẽ cùng các con tìm hiểu một bài thơ rất nổi tiếng của bà Chúa Thơ Nôm. Cô hy vọng các con sẽ học nghiêm túc và ghi chép bài đầy đủ. Phần ghi bài học sẽ ở cuối của video, các con nhé. Các con thân mến, trong đội ngũ của các nhà thơ nữ thời kỳ Trung Đại Việt Nam, thì Hồ Xuân Hương được coi là nhà thơ tài hoa và độc đáo nhất. Tuy cuộc đời của bà gặp nhiều éo le ngang trái, nhưng những tác phẩm thơ ca vẫn thấm đẫm tình thương con người, ngời sáng niềm tin yêu và trân trọng đối với con người, đặc biệt là đối với những người phụ nữ. Bà sáng tác cả chữ Hán và chữ Nôm, nhưng trong đó nổi tiếng nhất là những bài thơ bằng chữ Nôm, nên được tôn xưng là bà Chúa Thơ Nôm. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu một bài thơ Nôm rất nổi tiếng của bà, đó là bài thơ Bánh Trôi Nước. Sau đây, cô mời các con nghe một video về nhà thơ Hồ Xuân Hương nhé. Trong nền văn học Việt Nam, nữ thi sĩ Hồ Xuân Hương là một hiện tượng đặc biệt, không chỉ trong nội dung và nghệ thuật sáng tác, mà ngay cả các văn bản sáng tác của nữ sĩ họ Hồ vẫn còn là những vấn đề đặc biệt, cần tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu. Riêng về cuộc đời riêng tư của nhà thơ, cho đến nay vẫn còn là những dấu chấm hỏi. Theo nhiều tài liệu cho hay, thì Hồ Xuân Hương là nhà thơ Nôm nổi tiếng, sống vào cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19. Bà đã để lại nhiều bài thơ độc đáo với phong cách thơ vừa thanh vừa tục và được mệnh danh là Bà Chúa Thơ Nôm. Hồ Xuân Hương được coi là một trong những nhà thơ tiêu biểu của văn học Việt Nam giai đoạn nửa cuối thế kỷ 18, nửa đầu thế kỷ 19. Hồ Xuân Hương thuộc dòng dõi họ Hồ ở làng Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Bà xuất thân trong một gia đình phong kiến suy tàn, song hoàn cảnh cuộc sống đã giúp nữ sĩ có điều kiện sống gần gũi với quần chúng lao động nghèo và tiếp xúc nhiều với những người phụ nữ bị áp bức trong xã hội. Là một phụ nữ tài hoa có cá tính mạnh mẽ, nhưng đời tư lại có nhiều bất hạnh. Các tác phẩm của bà đã bị mất nhiều. Đến nay còn lưu truyền chủ yếu là những bài thơ chữ Nôm truyền miệng. Sau khi xem xong video, bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu về nhà thơ Hồ Xuân Hương. Qua phần đọc tìm hiểu chú thích, chúng ta sẽ đi tìm hiểu khái quát về tác giả và tác phẩm các con nhé. Đầu tiên là tác giả. Tác giả của bài thơ này là Hồ Xuân Hương, một nữ sĩ tài danh hiếm có của thơ Trung Đại. Các con hãy đọc và quan sát cho cô phần sau ở trong sách giáo khoa trang 95. Sau đó các con lấy bút chì gạch chân cho cô những thông tin cơ bản về tác giả. Lưu ý cho cô những nét nổi bật nhất của Hồ Xuân Hương. Đầu tiên, Hồ Xuân Hương lai lịch chưa rõ ràng. Bà sống vào cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19. Nhiều sách vẫn nói bà là con của Hồ Phi Diễn, quê ở làng Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Ông thân sinh ra Bắc dạy học, lấy vợ lẽ là người Bắc Ninh, sinh ra Hồ Xuân Hương. Và gia đình Hồ Xuân Hương thường sống ở phường Khán Xuân gần Hồ Tây, Hà Nội. Hồ Xuân Hương được mệnh danh là Bà Chúa Thơ Nôm. Bà là một nữ sĩ tài danh hiếm có, nhưng đường tình duyên trắc trở và bất hạnh. Bà vốn là con của vợ lẽ, chính bản thân bà cũng hai lần làm vợ lẽ. Lần thứ nhất là làm vợ lẽ cho ông Tổng Cốc và lần thứ hai làm vợ lẽ cho ông Phủ Vĩnh Tường. Cả hai người chồng đều mất sớm, cho nên cuộc đời của bà đầy éo le. Trong bài thơ của bà thường là những tiếng khóc. Ví dụ khi ông Tổng Cốc chết, bà đã khóc: "Chàng Cốc ơi, chàng Cốc ơi, thiếp bén duyên chàng có thế thôi, nòng nọc đứt đuôi từ đây nhé, nghìn vàng khôn chuộc giấu bôi vôi." Hay là bài thơ viết cho ông Vĩnh Tường: "Kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng, chém cha cái kiếp lấy chồng chung." Cuộc đời của bà đã để lại khoảng 50 bài thơ Nôm và một tập thơ chữ Hán là Lưu Hương Ký. Thơ của bà thường lấy đề tài trong cuộc sống đời thường, cuộc sống và ngôn ngữ trần tục được đưa vào trong thơ. Vừa có cái bình dị dễ hiểu của lối nói ca dao tục ngữ dân gian, vừa có cái đường bể sang trọng của thơ đường luật. Song, Xuân Hương đã mang đến cho thể thơ này một nội dung rất đời thường. Những hình ảnh thân thuộc, nhỏ bé trong đời sống đều có trong thơ của bà, như quả mít,
cái quạt, con ốc nhồi. Xuân Hương đã đưa hình ảnh người phụ nữ bình dân vào trong thơ. Những người phụ nữ có cuộc sống nhiều đau khổ nhưng tiềm ẩn một sức sống mãnh liệt. Thơ của Hồ Xuân Hương là tiếng nói bênh vực quyền sống của người phụ nữ và tố cáo chế độ phong kiến thối nát. Đó là chế độ nam quyền đã trói buộc người phụ nữ. Vì vậy mà trong thơ của bà thường mang giá trị cao cả. Chính vì mê thơ của Hồ Xuân Hương nên nhà thơ Xuân Diệu đã đặt cho bà một mệnh danh, đó là bà chúa thơ nôm, tức là nữ sĩ thành công nhất về thơ nôm. Đó cũng là những thông tin cơ bản nhất về Hồ Xuân Hương. Bây giờ chúng ta bước sang phần tìm hiểu về tác phẩm. Đầu tiên các con nghe cô đọc bài thơ một lần nhé. Bánh trôi nước, thân em vừa trắng lại vừa tròn, bảy nổi ba chìm với nước non, rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn, mà em vẫn giữ tấm lòng son. Chúng ta quan sát bài thơ sẽ thấy bài thơ này có 4 câu thơ và mỗi câu thơ như vậy có 7 chữ. Như vậy, hình thức của bài thơ này rất giống với bài thơ Sông Núi Nước Nam. Đó chính là thể thơ Thất Ngôn Tứ Tuyệt Đường Luật, được viết bằng chữ nôm. Chữ nôm tức là hình thức giống như chữ Hán, chữ Trung Quốc, nhưng nó lại vốn là chữ của nước ta, đọc theo cách đọc của người Việt lúc bấy giờ. Còn ngày nay thì chúng ta đang sử dụng chữ quốc ngữ nha các em. Về cách hiệp vần thì câu 1, câu 2 và câu 4, chữ cuối gieo vần với nhau, đó là chữ tròn này, chữ non, chữ son. Về đề tài của bài thơ này là vịnh vật, nên cần có 2 yêu cầu. Thứ nhất là phải miêu tả giống với người được vịnh. Thứ hai, thơ vịnh vật là phải mượn sự vật để nói lên tình cảm, ý chí của con người. Tức là làm bài thơ để tỏ nỗi lòng của người làm thơ. Về phương thức biểu đạt của bài thơ này thì bài thơ Bánh Trôi Nước có phương thức biểu đạt chính là phương thức biểu cảm kết hợp với miêu tả. Trong bài thơ thì có một số từ ngữ khó. Đầu tiên là tựa bài, đó là bánh trôi nước. Đây là tên của một loại bánh và trong sách trang 95 các con tham khảo thêm cho cô nhé. Các con thân mến, bây giờ chúng ta sẽ bước sang phần 2 của bài học hôm nay, đó là phần đọc tìm hiểu văn bản. Theo cấu trúc của bài thơ này thì có kết cấu là đa nghĩa, tức là bài thơ này có 2 lớp nghĩa. Lớp nghĩa thứ nhất là nghĩa đen, tả thực chiếc bánh trôi nước khi đang được luộc chín. Và lớp nghĩa thứ hai là nghĩa bóng, thông qua hình ảnh chiếc bánh trôi nước phản ánh vẻ đẹp, phẩm chất và thân phận của người phụ nữ trong xã hội cũ. Như vậy, trong 2 lớp nghĩa này, lớp nghĩa nào quyết định giá trị của bài thơ? Bây giờ chúng ta sẽ cùng cô phân tích và lý giải điều này nha. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng tìm hiểu lớp nghĩa thứ nhất các con nhé. Các con hãy quan sát cho cô các hình ảnh ở trên màn hình và nghe cô đọc bài thơ một lần nữa nhé. Bánh trôi nước, thân em vừa trắng lại vừa tròn, bảy nổi ba chìm với nước non, rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn, mà em vẫn giữ tấm lòng son. Như vậy, với lớp nghĩa thứ nhất, chiếc bánh trôi nước được miêu tả như thế nào các con? Hãy tìm cho cô những chi tiết miêu tả về chiếc bánh trôi nước. Chúng ta sẽ tìm hiểu câu thơ đầu tiên. Thân em vừa trắng lại vừa tròn. Ở đây chúng ta thấy có cụm từ thân em. Cụm từ này rất quen thuộc trong ca dao, dân ca. Thân em ở đây là chỉ ai? Đó chính là chiếc bánh trôi nước. Chiếc bánh đã được nhân hóa và tự tả về mình. Tính từ trắng, tròn là chỉ màu sắc bên ngoài của chiếc bánh, đó là màu trắng. Hình dáng của chiếc bánh là tròn, được làm bằng bột nếp. Bên trong bánh có nhân màu đỏ, được làm bằng đường phên. Chi tiết này có liên quan đến câu cuối, mà em vẫn giữ tấm lòng son. Chúng ta sang câu thơ thứ hai. Bảy nổi ba chìm với nước non. Câu thơ này giới thiệu rất cụ thể về cách nấu bánh trôi. Đây là loại bánh được luộc trong nước. Khi sống thì chìm, còn nếu chín thì bánh nổi lên. Khi bánh nổi lên trên nước
tức là bánh đã chín. Tiếp tục ở câu thơ thứ ba, tác giả giới thiệu về kỹ thuật, tức là cách làm bánh. Tùy thuộc vào bàn tay người làm bánh, khéo léo hay vụng về để chiếc bánh rắn cứng hay nhão nát. Tất cả những chi tiết này đều do người làm tạo nên. Còn ở câu thơ cuối, mà em vẫn giữ tấm lòng son, tức là gì các con? À, nói về chất lượng của thành phẩm. Chiếc bánh trôi dù cho vào nồi nước sôi để luộc, chìm nổi biết bao lần, có méo hay tròn, có cứng hay nhão, thì bánh trôi sau khi chín vẫn giữ được độ ngon ngọt và không hề thay đổi. Bốn câu thơ trên đã tả rất chân thực về chiếc bánh trôi nước. Tác giả đã sử dụng nghệ thuật gì đặc sắc? À, ta thấy có rất nhiều thủ pháp nghệ thuật được sử dụng trong bài thơ, như là nhân hóa, cặp quan hệ từ vừa vừa, thành ngữ bảy nổi ba chìm và cụm từ trái ngược như là gì? Rắn, nát, đặc biệt là miêu tả khéo léo và chính xác. Qua việc miêu tả đó, ta thấy chiếc bánh trong bài thơ rất ngon, đậm đà, hấp dẫn về chất lượng. Đây cũng chính là món ăn bình dị, mang đậm bản sắc dân tộc Việt Nam. Hồ Xuân Hương rất tài tình khi miêu tả hình ảnh chiếc bánh trôi nước. Thật ra việc miêu tả chiếc bánh trôi chỉ là một cái cớ để tác giả gửi đến lời tự tình về thân phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến. Ẩn sâu sau hình ảnh bánh trôi nước đó chính là người phụ nữ. Bây giờ chúng ta đến với lớp nghĩa thứ hai của bài thơ, hình ảnh người phụ nữ trong xã hội phong kiến. Vậy vẻ đẹp thân phận người phụ nữ được hiện lên như thế nào trong bài thơ? Các con thấy vẻ đẹp đó được thể hiện qua mấy yếu tố nào? À, có 3 yếu tố. Yếu tố thứ nhất, vẻ đẹp ngoại hình. Yếu tố thứ hai là cuộc đời và thân phận. Yếu tố thứ ba là phẩm chất vẻ đẹp tâm hồn. Ở câu thơ thứ nhất nói về vẻ đẹp ngoại hình, câu 2, câu 3 nói về cuộc đời và thân phận, còn câu cuối nói về phẩm chất vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu câu thơ thứ nhất các con nhé. Thân em vừa trắng lại vừa tròn. Ta thấy cụm từ thân em ở đây chính là thân phận người phụ nữ, vừa dịu dàng vừa đáng thương. Tính từ trắng tròn là một vẻ đẹp trắng trẻo, đầy đặn, phúc hậu của người phụ nữ xưa. Câu thơ thứ hai, bảy nổi ba chìm với nước non. Thành ngữ bảy nổi ba chìm đã được đào để nhấn mạnh, nói về cuộc đời trôi nổi, vùi dập, lận đận, bấp bênh của người phụ nữ. Lẽ ra với vẻ bên ngoài hoàn hảo như thế thì người phụ nữ phải được như thế nào các con? À, họ phải được yêu thương, được sung sướng. Nhưng số phận của cô là bi kịch của biết bao phụ nữ xưa. Và trong ca dao cũng đã có rất nhiều câu ca dao nói về điều đó. Thân em như trái bần trôi, gió dập sóng dồi biết tấp vào đâu. Hay là thân em như hạt mưa sa, hạt vào đài cát, hạt ra ruộng cày. Cụm từ nước non trong câu thơ chính là xã hội, là hoàn cảnh sống lúc bấy giờ của người phụ nữ. Câu thơ tiếp theo là câu thơ thứ ba trong bài thơ. Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn. Cụm từ mặc dầu là quan hệ từ, muốn nói lên một điều, số phận của người phụ nữ dù hạnh phúc hay bất hạnh là không phải do họ quyết định, mà lại do người khác. Đây là số phận cam chịu trước cuộc đời đầy cam go và bất hạnh. Tay kẻ nặn là ai? À, phải chăng ở đây chính là chế độ nam quyền, chế độ trọng nam khinh nữ, là xã hội mà người đàn ông được quyền lấy năm thê bảy thiếp, còn người phụ nữ phải chịu cảnh kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng. Như vậy, câu thơ thứ hai và câu thơ thứ ba đã nói lên thân phận người phụ nữ trong xã hội xưa đầy bất hạnh. Mặc dù cuộc đời long đong trôi nổi phụ thuộc, nhưng người phụ nữ xưa vẫn sáng ngời những phẩm chất đáng quý về vẻ đẹp tâm hồn, được khái quát ở câu thơ cuối, mà em vẫn giữ tấm lòng son. Quan hệ từ mà ở đây rất có ý nghĩa. Cuộc đời người phụ nữ chịu bao đắng cay, tủi nhục,
nhưng ở họ vẫn toát lên vẻ đẹp sắt son thủy chung. Tấm lòng son là hình ảnh ẩn dụ cho tấm lòng son sắt trung trinh của người phụ nữ. Như vậy, chỉ bằng 4 câu thơ, Hồ Xuân Hương đã khái quát rất cụ thể về vẻ đẹp của người phụ nữ trong xã hội xưa. Để khắc họa hình ảnh người phụ nữ trong xã hội xưa với lớp nghĩa thứ hai, tác giả đã vận dụng các nghệ thuật gì các con? À, chúng ta thấy rất rõ, đó là các nghệ thuật ẩn dụ, thành ngữ, quan hệ từ, tính từ, đặc biệt sử dụng đa giọng điệu, vừa tủi thương nhưng lại vừa tự hào. Vậy, từ nghệ thuật đặc sắc, tác giả muốn nói lên nỗi lòng của mình, đó là ca ngợi vẻ đẹp ngoại hình và tâm hồn người phụ nữ. Bà cảm thương sâu sắc cho số phận lênh đênh phụ thuộc. Bên cạnh đó, bà còn lên án, tố cáo xã hội phong kiến phụ quyền đã gây nên bao nỗi bất hạnh cho người phụ nữ xưa. Các con thân mến, với lớp nghĩa thứ hai, chúng ta có thể nhận thấy rất rõ bài thơ vừa có giá trị hiện thực lại vừa có giá trị nhân đạo sâu sắc, phải không các con? Như vậy, chúng ta vừa cùng cô phân tích xong hai lớp nghĩa của bài thơ Bánh trôi nước. Vậy lớp nghĩa nào quyết định giá trị của bài thơ? À, đó là lớp nghĩa thứ hai. Nhờ lớp nghĩa này mà bài thơ mang tính độc đáo về nội dung cũng như nghệ thuật. Bây giờ các con nhìn lên màn hình sẽ thấy có 6 hình ảnh. Cô có 3 hình ảnh của người phụ nữ xưa và 3 hình ảnh của người phụ nữ ngày nay. Như các con đã biết, lịch sử nước ta đã sang trang, thời kỳ xã hội, phong kiến không còn, chế độ phụ quyền cũng không còn. Ngày nay, người phụ nữ đã được bình đẳng, bình quyền. Xã hội đã thay đổi, kéo theo nhiều chuẩn mực đã thay đổi so với trước kia. Một trong những số đó phải kể đến, đó là vai trò của người phụ nữ trong xã hội ngày nay. So với trước đây, người phụ nữ bây giờ họ giữ nhiều chức vụ quan trọng trong bộ máy nhà nước. Họ là doanh nhân, là bác sĩ, họ đại diện cho nữ giới đi thi sắc đẹp trên toàn thế giới. Ví dụ, chúng ta có Chủ tịch nước Quốc hội bà Nguyễn Thị Kim Ngân, bác sĩ rất giỏi của Bệnh viện Từ Dũ, đó là bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng, hay là Hoa hậu Heine Ne. Đấy, đó là những nhân vật, là những người phụ nữ rất thành công trong cuộc sống. Và bên cạnh đó, họ là ai? Là mẹ, là bà, là chị, là những người thân của chúng ta. Họ cũng được tôn trọng, họ được yêu thương và họ được sống hạnh phúc trong xã hội ngày nay. Như vậy, chúng ta đã tìm hiểu xong bài thơ Bánh trôi nước. Bây giờ các con hãy tổng kết lại bằng phần ghi nhớ ở sách giáo khoa trang 95 nhé. Thứ nhất là về nghệ thuật. Thể thơ tứ tuyệt, ngôn ngữ bình dị, nhân hóa, ẩn dụ, thành ngữ, quan hệ từ, v.v. Còn thứ hai là về nội dung thì có hai ý. Ý thứ nhất là tả thực chiếc bánh trôi nước. Ý thứ hai là trân trọng vẻ đẹp, phẩm chất trắng trong, son sắc của người phụ nữ xưa. Đồng thời cảm thương sâu sắc cho số phận, cho thân phận chìm nổi của họ. Các con thân mến, trước khi bước vào phần luyện tập, bây giờ các con hãy ghi phần bài học vào tập bài học nhé. Bài thơ Bánh trôi nước đã khép lại rồi. Để các con hiểu hơn về bài thơ này, chúng ta hãy cùng bước sang phần 3 lớn, đó là luyện tập. Hãy làm cho cô bài tập số 1 ở sách giáo khoa trang 96. Sau khi các con làm bài tập xong, các con nhớ học thuộc lòng bài thơ và về nhà, các con đọc cho cô bài thơ sau phút chia ly, sau đó ghi phần nội dung nghệ thuật vào tập bài học. Vì đây là bài thơ tự học có hướng dẫn, cho nên chúng ta chỉ làm như vậy thôi. Các con thân mến, tiết học của chúng ta đến đây đã kết thúc. Cô chào các con và hẹn gặp các con vào những tiết học hôm sau nhé.